ClickBuy đồng hành cùng anh em. Mua iPhone lock giá siêu tốt đến ClickBuy. SIM ghép fix full lỗi dùng như quốc tế. Hiện ClickBuy có sẵn các mẫu iPhone lock đang cực hot: iPhone 6s lock, iPhone 6s plus lock, iPhone 7 lock, iPhone 8 lock, iPhone X lock, iPhone XR lock, iPhone XS Max lock. Cam kết hình thức đẹp, chất lượng đảm bảo, bảo hành trọn đời máy miễn phí, tặng phiếu mua hàng cực giá trị. Có hỗ trợ trả góp chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe, ship COD miễn phí toàn quốc. Hãy đến ngay ClickBuy để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho iPhone lock cùng các ưu đãi cực lớn đang chờ anh em. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên và cũng là thông tin hot nhất trong ngày hôm nay, Apple ra mắt Apple Watch, iPad giá rẻ và cà khịa cả thế giới. Trong sự kiện riêng mang tên là Time Flies vừa diễn ra vào đêm qua, rạng sáng hôm nay, Apple đã chính thức tung ra giải sản phẩm mới của công ty và không hề có iPhone. Các sản phẩm phần cứng mới của Táo Khuyết gồm bộ đôi Apple Watch Series 6, Apple Watch SE và bộ đôi iPad 2020 và iPad Air 4. Với chiếc iPad 2020 với mức giá là 329 đô và giá Việt Nam là vào khoảng 9,9 triệu, vẫn giữ nguyên thiết kế màn hình 10,2 inch so với người tiền nhiệm và bộ xử lý được nâng cấp lên là chipset A12. Và với tuyên bố như muốn cà khịa cả thế giới, Apple cho biết bộ xử lý A12 trên iPad 8 có tốc độ nhanh hơn 2 lần laptop Windows bán chạy hàng đầu, hơn 3 lần so với tablet Android bán chạy nhất và gấp hơn 6 lần Chromebook bán chạy hàng đầu hiện nay. Trong khi đó, chiếc iPad Air 4 hoặc New iPad Air đã chính thức là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị con chip A14 Bionic mới nhất hiện nay. A14 Bionic được sản xuất dựa trên tiến trình 5 nanomet hoàn toàn mới với 11,8 tỷ bóng bán dẫn. Nó bao gồm 6 nhân CPU, cho hiệu năng nhanh hơn 40% so với chip A12 của iPad Air 3 và 4 nhân GPU, cũng mạnh hơn 30% so với A12. Bộ xử lý AI Neural Engine được nâng cấp lên 16 nhân, có khả năng thực hiện 11.000 tỷ tính toán trên giây và nhanh hơn 2 lần thế hệ cũ. Về thiết kế, Apple đã mang thiết kế của iPad Pro lên iPad Air 4. Mặt trước của iPad Air 4 đã không còn phím home và cũng không còn phần viền trên dưới dày như thế hệ cũ. Thay vào đó là một màn hình viền mỏng với 4 góc được bo tròn. Các cạnh của iPad Air 4 cũng được bo vuông góc, một lần nữa tương tự như iPad Pro. Màn hình của iPad Air 4 cũng có kích thước lớn hơn, đạt mức là 10,9 inch, gần tương đương với kích thước 11 inch của iPad Pro. Màn hình này thì có độ phân giải là 2360x1640, hỗ trợ giải màu P3 và công nghệ Chu Tông. Năm nay, Apple mang đến cho iPad Air 4 rất nhiều màu sắc. Bên cạnh những màu sắc truyền thống như là xám, bạc và vàng, iPad Air 4 còn có hai màu sắc mới lạ là xanh lá và xanh biển, nhằm tách biệt iPad Pro và các dòng iPad còn lại. Apple không trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến Face ID lên iPad Air 4. Thay vào đó, iPad Air 4 sẽ vẫn sử dụng cảm biến vân tay Touch ID truyền thống, nhưng này được tích hợp vào phím nguồn trên đỉnh của máy. Nếu như những thế hệ iPad Air cũ chỉ có loa ở cạnh đáy, thì trên iPad Air 4, Apple đã mang đến hệ thống loa stereo tương tự như iPad Pro, với loa được đặt ở cả trên đỉnh lẫn dưới đáy. Người dùng sẽ có được trải nghiệm âm thanh stereo khi cầm máy ở cả chiều dọc lẫn chiều ngang. iPad Air 4 sở hữu công nghệ camera được nâng cấp, trong đó camera sau có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f/1.8 và có khả năng quay phim 4K 60fps. Trong khi đó, camera trước có độ phân giải là 7 megapixel, khẩu độ f/2.2 và có khả năng quay phim Full HD 60fps. Nối gót iPad Pro, iPad Air 4 cũng từ bỏ cổng Lightning để chuyển sang cổng USB-C. Cổng USB-C không chỉ tạo ra sự tiện lợi cho người dùng khi đây là một chuẩn kết nối rất là phổ biến, mà còn cho phép họ kết nối với nhiều phụ kiện hơn, ví dụ như là ổ USB flash, máy ảnh, đầu đọc thẻ nhớ, v.v. iPad Air 4 cũng là dòng sản phẩm iPad không Pro đầu tiên hỗ trợ phụ kiện bàn phím Magic Keyboard. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ cả Apple Pencil thế hệ 2, kết nối và sạc không dây bằng nam châm ở cạnh máy. Về giá bán, iPad Air 4 sẽ có giá từ 599 đô hoặc 17,9 triệu đồng ở Việt Nam. Bên cạnh bộ đôi iPad mới, Apple cũng ra mắt Apple Watch SE và Apple Watch Series 6. Đối với chiếc Apple Watch Series 6 sẽ có thiết kế không thay đổi quá nhiều so với Series 5 hay thậm chí là Series 4. Điều khác biệt duy nhất có thể nhận thấy là các cảm biến đo nồng độ oxy trong máu mới được đặt dưới đáy của Apple Watch Series 6. Series 6 sử dụng màn hình LTPO Retina tương tự so với thế hệ tiền nhiệm, hỗ trợ tính năng Always On Display. Người dùng sẽ vẫn có hai phiên bản kích thước là 40mm và 44mm. Apple Watch Series 6 được trang bị các cảm biến quang học mới, cho phép đo độ bão hòa oxy trong máu của người dùng. Tính năng này khá hữu ích trong thời điểm mà dịch bệnh COVID-19 đang trở nên cấp báo hơn, bởi nồng độ oxy trong máu thấp có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã dương tính với virus corona chủng mới. Với các cảm biến mới, Apple Watch Series 6 chỉ mất 15 giây để đo được chỉ số SpO2 và có thể liên tục đo theo thời gian thực, kịp thời phát hiện nếu nồng độ bão hòa oxy trở nên quá thấp. Một trong những nâng cấp tiếp theo trên Apple Watch Series 6 là con chip Apple S6 mới. Theo như Apple công bố thì con chip mới cải thiện hiệu năng của Apple Watch hơn 20% so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, con chip này cũng đi kèm với các cảm biến theo dõi mới, bao gồm cả cảm biến đo độ cao theo thời gian thực, cực kỳ hữu ích với bộ môn leo núi. Apple Series 6 được ra mắt thêm nhiều tùy chọn màu sắc mới, bao gồm vàng, xám chì, xanh navy và một bản Product Red hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu thêm một loạt dây đeo mới có tên là Solo Loop.
với 6 màu sắc khác nhau được hoàn thiện từ chất liệu silicone, không có bất cứ khớp điều chỉnh kích cỡ nào. Người dùng có thể tùy chọn kích cỡ chuẩn theo cổ tay và đeo lên một cách dễ dàng. Apple Watch Series 6 sẽ chạy sẵn trên hệ điều hành Watch OS 7 ngay khi được bán ra. Watch OS 7 được tích hợp thêm nhiều tính năng mới bao gồm khả năng theo dõi giấc ngủ, ứng dụng fitness được làm lại, tính năng cảnh báo rửa tay, nhiều mặt đồng hồ tùy chỉnh mới với memoji cá nhân hóa và có thể được chia sẻ với những người khác. Apple Watch Series 6 sẽ được bán ra với mức giá khởi điểm là $399 cho phiên bản 40mm. Đây là mức giá không đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Bên cạnh đó, Apple cũng cho biết là Series 6 sẽ không đi kèm củ sạc theo máy mà chỉ có dây sạc nam châm mà thôi. Cùng với Apple Watch Series 6, Apple Watch SE là phiên bản rút gọn của Watch Series 6 với giá rẻ hơn từ $279. Không có cảm biến oxy trong máu hay vi xử lý Apple S6 như model cao cấp nhất, nhưng Watch SE vẫn có đầy đủ các tính năng thiết yếu. Sản phẩm có cảm biến đo độ cao, la bàn, giá tốc kế, con quay hồi chuyển cũng như là cảm biến phát hiện chủ nhân bị ngã. Watch SE sử dụng chip xử lý S5, tương tự như trên chiếc đồng hồ Watch Series 5, với tốc độ xử lý được cho là nhanh gấp đôi so với Watch Series 3. Apple không nhắc đến việc đo điện tâm đồ ECG, nhưng mà theo NKZ, tính năng này không có trên Watch SE. Có giá rẻ hơn nhưng Watch SE có cùng kích thước màn hình và lựa chọn là cỡ dây với Watch Series 6. Bản 40mm có giá từ $279, bản 44mm là $309. Nếu có thêm kết nối di động thì giá sẽ là $329 và $359 tương ứng. Ngoài ra, Apple sẽ vẫn bán Watch Series 3, lựa chọn đồng hồ thông minh giá rẻ nhất của hãng. Phiên bản 38mm có giá là $199 và phiên bản 42mm có giá là $229. Máy có lựa chọn vỏ nhôm màu bạc với dây đeo thể thao màu trắng hoặc là vỏ nhôm màu xám đen với dây đeo thể thao đen. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Vsmart Joy 4 chính thức lộ diện. Không lâu sau khi ra mắt Vsmart Lift 4, Vsmart đang dục dịch ra mắt một sản phẩm tiếp theo thuộc phân khúc giá rẻ, đó là Vsmart Joy 4. Đây sẽ là phiên bản kế nhiệm của chiếc Vsmart Joy 3 ra mắt hồi năm ngoái. Mới đây, một nhà bán lẻ đã đăng tải hình ảnh Vsmart Joy 4 mang thiết kế khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước đó, cả mặt trước lẫn mặt sau. Ở mặt trước, thay vì sử dụng thiết kế màn hình giọt nước đã tương đối lỗi thời, Joy 4 sẽ chuyển sang màn hình đục lỗ với camera được đặt ở góc trái, tương tự như Lift 4. Trong khi đó thì ở mặt sau, tuy vẫn được làm bằng nhựa, nhưng Joy 4 sẽ có cụm camera mới được sắp xếp theo hình vuông. Một chi tiết không đổi của Joy 4 so với người tiền nhiệm là cảm biến vân tay vật lý ở mặt lưng. Theo những thông tin rò rỉ trước đó thì Vsmart Joy 4 sẽ được trang bị chip Snapdragon 665 và bộ nhớ trong là 64GB. Máy sẽ có hai phiên bản RAM là 3GB và 4GB. Màn hình của Joy 4 có thông số tương tự như Lift 4 với kích thước là 6,53 inch. Độ phân giải là Full HD cộng IPS. Dung lượng pin của máy cũng tương tự Lift 4 ở mức là 5000 mAh. Mặc dù cũng được trang bị 4 camera như Lift 4, tuy nhiên, thông số camera của Joy 4 sẽ bị cắt giảm. Camera chính của máy có độ phân giải là 16 megapixel, camera góc siêu rộng là 8 megapixel, camera macro là 2 megapixel và camera lấy nét là 2 megapixel. Mức giá của Vsmart Joy 4 sẽ nằm trong khoảng từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Như vậy, so với thế hệ Joy 3 tiền nhiệm thì Joy 4 sẽ có giá cao hơn gần 1 triệu đồng. Nhưng xét theo một khía cạnh khác thì Vsmart Joy 4 chia sẻ rất nhiều tính năng với người đàn anh Lift 4 như là màn hình, số lượng camera, dung lượng pin, nhưng mức giá lại rẻ hơn 1 triệu đồng. Vì vậy, sự có mặt của Vsmart Joy 4 sẽ giúp người dùng có thêm một sự lựa chọn đáng để cân nhắc ở phân khúc giá rẻ. Vsmart Joy 4 dự kiến sẽ được ra mắt trong vài ngày tới và bắt đầu bán ra từ cuối tuần thứ 3 của tháng 9 này. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 12 có giá từ 59 triệu đồng. Dù chưa có thông tin chính xác ngày ra mắt và giá bán, nhưng một số cửa hàng ở Việt Nam đã đưa ra mức giá dự kiến cho các phiên bản iPhone 12. Một dân buôn từng mang iPhone 6S về Việt Nam dự đoán chiếc iPhone 12 xách tay đầu tiên về Việt Nam sẽ có giá trên 200 triệu đồng. Sau đó nhanh chóng hạ xuống gần mức giá của Apple Store khi hàng về nhiều hơn. Mức giá này sẽ dành cho những cửa hàng cần xây dựng tiếng tăm, gây chú ý hoặc được mua như quà tặng xa xỉ. Sau khi mẫu iPhone 12 sớm nhất về Việt Nam, nguồn hàng ổn định, mức giá có thể sẽ thấp hơn. Trong khi đó, một mối buôn khác cho biết là mức giá dự kiến của iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max lần lượt là 59 triệu đồng, 69 triệu đồng và 79 triệu đồng, tức thấp hơn tới 150 triệu đồng so với dự đoán trước đó, nhưng không cam kết thời gian giao hàng. Tuy nhiên, đây vẫn là giá dự kiến. Giá chính thức của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo mức giá Apple công bố. Hơn nữa, cửa hàng này sẽ nhận đặt cọc sau khi mà Apple giới thiệu iPhone mới. Theo các mối buôn thì do phụ thuộc vào chuyến bay, tình hình cách ly nên những chiếc iPhone mới xách tay sẽ về muộn hơn 1 đến 3 ngày so với các năm trước. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn gửi tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.